Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Theo công an tỉnh Thái Bình, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quát là đối tượng hình sự có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 170 Bộ luật hình sự. Liên quan đến đối tượng Cường Quát, ngày 17 tháng 5 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cường Quát về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại điều 170 Bộ luật hình sự theo cơ quan điều tra khi biết một số doanh nghiệp được ủy ban nhân dân tỉnh thái bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã thụy trường huyện thái thụy phạm minh cường và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi chiều để sử dụng làm phương tiện gây sức ép buộc các doanh nghiệp phải miễn cưỡng trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho cường với giá rẻ hơn giá thị trường. Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, tổng số tiền mà cường và đồng bọn chiếm đoạt được của các doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng. Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị can đã chiếm đoạt số tiền lớn gây bức xúc cho nhân dân, xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đặc biệt tập trung làm rõ các đối tượng có hành vi tiếp tay giúp sức cho bị can thực hiện hành vi phạm tội để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật. Trước vụ án này, Cường Quát cũng đã bị khởi tố, bắt vì tội gây dối trật tự công cộng ở Thái Bình vào năm 2022. Cụ thể, ngày 29 tháng 4 năm 2022, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2022, tại quán ăn nhà anh NTL ở thôn Chi Chỉ Nam, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Cường Quát sinh năm 1986 ở thôn Xuân Bàng, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, cùng Hoàng Gia Vương sinh năm 2002 trú tại thôn Bảy, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và một số người khác ngồi uống rượu. Trong quá trình ăn uống, Vương và Nguyễn Thành Công sinh năm 1999 ở thôn Minh Vũ, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cường Vương xô sát với Công và nhóm người cùng phe với Công. Hậu quả, Vương bị thương phải cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức. Ngay khi xảy ra vụ việc, công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự, công an huyện Thái Thụy phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện xác minh điều tra làm rõ vụ việc. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28 tháng 4 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, gây dối trật tự công cộng, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng theo khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự gồm Phạm Minh Cường, Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 2002, trú tại thôn Vạn Xuân Đông; Nguyễn Thái An, sinh năm 2002, trú tại thôn Phấn Vũ Nam; Nguyễn Thành Long, sinh năm 2001, trú tại thôn Minh Vũ; Nguyễn Thành Công, sinh năm 1999, trú tại thôn Minh Vũ, đều ở cùng xã Thủy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình. Tuy nhiên, bốn bị can Long, Công, An, Thành đều vắng mặt tại địa phương cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét chỗ ở tại xã Thủy Xuân, huyện Thái Thụy đối với Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Thái An, Nguyễn Tiến Thành, khám xét chỗ ở nơi làm việc của Phạm Minh Cường tại xã Thủy Xuân và xã Tân An, huyện Thái Thụy. Ngày 15 tháng 11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại điều 170 Bộ luật hình sự. Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn và cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định vào ngày 14 tháng 11. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quát, là đối tượng hình sự có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 4, điều 170 Bộ luật hình sự. Quá trình bắt khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định. Ông Lưu Bình Nhưỡng từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 năm 2016 đến năm 2021 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội năm 2016 đến năm 2021, Phó trưởng Ban Dân Nguyện Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Thụy Sĩ. Ông Nhưỡng cũng từng là Phó chủ nhiệm Khoa Pháp luật Kinh tế Đại học Luật Hà Nội. Tính đến năm 2010, ông đã có 22 năm làm giảng viên Đại học Luật Hà Nội. Sau đó, ông Nhưỡng làm tránh văn phòng Tổng cục thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, tham mưu cho Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Ông Nhưỡng không được giới thiệu tái cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021 đến 2026 do quá tuổi theo hướng dẫn 36 của Ban tổ chức Trung ương. Hoa hậu Thủy Tiên khẳng định đây là một kế hoạch nhằm bôi nhọ danh dự và đã quyết định không phản kháng trong những ngày qua để tránh làm lớn thêm vụ án. Cụ thể, những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục lan truyền thông tin cho rằng Hoa hậu Thủy Tiên có liên quan đến một dây bán dâm thông qua hình ảnh cô chụp chung với một tú ông cầm đầu đường dây buôn bán mại dâm vừa bị công an triệt phá. Tuy nhiên, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã khẳng định rằng Hoa hậu không liên quan đến vụ án này. Thông tin đăng tải sử dụng hình ảnh từ 4 năm trước để tạo nghi vấn về Thủy Tiên được điều tra từ đầu năm 2023. Cô nhấn mạnh, việc lôi lại những vụ án đã được Bộ Công an điều tra và có thông tin rõ ràng là Thủy Tiên không liên quan là hành vi cố tình dẫn dắt dư luận họ thủy tiên cho biết thêm về vấn đề bạo lực mạng và hành vi trên không gian mạng đang được chính phủ quan tâm và theo dõi thủy tiên chia sẻ thủy tiên và công ty quản lý đang hợp tác với sở thông tin và truyền thông để giải quyết vấn đề trên các nền tảng mạng xã hội như facebook tiktok và youtube mong muốn rằng khán giả sẽ lựa chọn thông tin từ những nguồn chính thống Chiều 14 tháng 11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo của nguyên đơn và tuyên y án sơ thẩm có hiệu lực ngay lập tức, đồng nghĩa với việc Thủy Tiên chính thức thắng kiện vụ án tranh chấp về hợp đồng vay tài sản và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa bà Đặng Thùy Trang, 36 tuổi và Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021, Thủy Tiên, 25 tuổi, nghĩa là cô không phải trả 1,5 tỷ đồng mà nguyên đơn đã kiện. Hơn 21 giờ tối ngày 14 tháng 11, đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, theo dự báo của Đài khí tượng Thủy Văn, trong 24 giờ tới, mực nước lũ các sông tiếp tục lên nhanh, sông Hương lên mức 4m, lớn hơn báo động 3, 0,5m, sắp xỉ đỉnh lũ năm 2022, sông Bồ lên mức 3,65m, trên báo động 2, 0,65m, sông Chuồi lên mức 3m. Cùng thời điểm, một số tuyến đường ở thành phố Huế xảy ra ngập lụt, nước sông An Cựu lúc này bắt đầu tràn lên các tuyến đường Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Hải Triều, xung quanh có nhiều nhà dân sinh sống, trong khi trời vẫn tiếp tục mưa xối xả. Công an phường Phú Nhuận liên tục cập nhật các điểm bị ngập lụt, cảnh báo người dân chủ động di rời phương tiện, đồ đạc lên cao để ứng phó với lũ. Mặc dù chủ động vì thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, thế nhưng nhiều người dân vẫn rất bất ngờ vì nước lên quá nhanh, ngoài đường nước ngập lênh láng, xe máy hầu như phải dắt bộ vì chết máy. Tại các ngôi nhà dân, mọi người chủ động dọn dẹp sắp xếp đồ đạc để tránh lũ. Căn nhà của anh Đỗ chú phường Phú Nhuận từ khoảng 22 giờ liên tục có người mang xe máy tới để gửi tránh lũ. Anh Đỗ cho biết nước lên rất nhanh, trong chốc lát gây ngập đường kiệt phía trước nhà. Vì có vị trí nhà cao lại có quãng rộng ở phía trước, tôi đã cho mọi người trong khu vực có nguy cơ bị ngập đến để gửi một số đồ đạc, đặc biệt là xe máy, anh Đỗ nói. Trong khi đó, ông Nguyễn Thắng, chú Phường Phú Nhuận cho biết, nước lên rất nhanh lúc 20 giờ mới chỉ ngấp ngé mặt đường, thế nhưng đến 23 giờ 30 phút đã tràn vào đường Kiệt. Ông Thắng nói, những năm trước, nước tràn vào nền nhà, nước ngập không đáng kể. Nhưng với lượng mưa thế này, khả năng sẽ còn ngập nữa. Rất chủ động phòng chống nhưng sẽ rất mệt mỏi. Đêm nay lại thức trắng để canh nước. Ở trọ tại khu vực đường Đạc Văn Ngữ, Trần Cẩm Nhung, sinh viên một trường đại học lo lắng khi nước lũ lên quá cao, sẽ gây khó khăn trong việc ăn ở và sinh hoạt nhung cho biết buổi tối em cùng bạn đi ra ngoài mua chút đồ khi về tới đầu ngõ thì thấy nước dâng ngập ngang đầu gối phải bỏ xe ở ngoài đến khuya nước bắt đầu tràn vào phòng cũng không có gì nhiều nhưng nếu nước to ngâm lâu thì bọn em sẽ không biết phải xoay sở thế nào theo ghi nhận, đến 6 giờ ngày 15 tháng 11 tại thành phố Huế vẫn đang có mưa rất lớn, nhiều tuyến đường trung tâm ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn. Ngoài ra, trước diễn biến của mưa lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã có thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 15 tháng 11 để đảm bảo an toàn. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 trên địa bàn tỉnh có mưa to, mưa rất to và giải rác có rồng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 180mm đến 350mm, có nơi trên 500mm. Mực nước trên các sông đạt báo động 2 đến báo động 3, vùng biển ngoài khơi có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9 biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5 đến 4m.